chưa lấy chồng thì về anh chồng. Anh chưa có ai, tương lai không dài. Nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen biết đâu. Xin chào cả nhà, thì hôm nay cả gia đình Trang đi làm đẹp nha. Trang đi nhuộm tóc rồi làm tóc cô dâu để chụp hình cưới, rồi bé Rum cũng đi cắt tóc nữa. Rum chào ông bà cô chú đó. Rồi hello hello hello, cho làm bóng đầu cho làm bóng đầu. He already do at home. Chồng Trang tự xử ở nhà trước rồi, còn hai mẹ con phải đi tiệm. Bây giờ mời cả nhà đi tới cái tiệm uống tóc ở bên Mỹ tham quan coi nó như thế nào, giá cả làm sao, rồi Trang làm cô dâu đẹp không nha. Rồi Trang đã đến cái tiệm tóc này của em này tên Lan ở Golden nha cả nhà. Mời cả nhà vô trong tham quan với Trang cái tiệm tóc. Trang tới tiệm rồi mà có đặt hẹn mà em cũng dở tay một chút xíu nên đợi chút xíu cả nhà. Rồi chào cả nhà, bây giờ vô trong rồi nè. Em Lan chủ tiệm, thì Trang sẽ hỏi em đó, bữa nay Trang muốn nhuộm màu sáng sáng với lại quấn tóc qua một bên đẹp đẹp về, rồi Trang cài cái này lên, cài cái này lên, rồi Trang đi chụp hình đám cưới anh bông cưới bé Rum với bé Thư là tác giả quay phim chụp hình chỉnh hai con tìm chồng cho mẹ xong rồi cưới cho mẹ luôn. Rồi bây giờ chị làm vậy nhiêu tiền em? Dạ em làm cho chị nhuộm chải sấy hết, làm em lấy cho chị 80. 80 bà cả nhà, nhuộm chải sấy quấn đầu cô dâu luôn 80. Quá rẻ cả nhà. Rồi em đọc cái địa chỉ cho mọi người xem clip ở gần gần đây nè, tới ủng hộ em. Dạ chỗ tiệm em là tiệm em tên là Bella Salon. Yes. Đường 29 23 Bella Garden Texas. Dạ 75044. Dạ. Rồi địa chỉ của em là ở đây, em tên Lan. Rất là rẻ, các khán giả của Trang ở gần gần đây Trang biết cũng nhiều á, đến đây ủng hộ em ha. Em rất là vui vẻ, nhiệt tình, làm rẻ, giá cả phải chăng mà chất lượng. Trang lúc Trang mới qua Mỹ á, Trang có làm ở đây con gái á, tìm trên Facebook á. Rồi sau khi Trang có chồng đi về quê chồng rồi hôm nay trở về đây thì mới tìm lại em. Mà tóc bị lúc trước làm highlight á, là nó bị hư nên không có uống được thì mới nhuộm dưỡng thôi. Rồi bây giờ em nhuộm giùm chị ha. Dạ ơi quên, nãy nhuộm mà bận cái áo trắng tính làm cô dâu hay sao, khi nhuộm quấn xong cho nó đẹp đó mà quên. Em gái nói là bật cái này sợ nó dính màu nhuộm á. Rồi em quấn cho chị xong rồi em cắt cho bé Rum giùm chị nữa nha. Đó bé Rum á bà cô chú. Rồi lúc mới qua Trang bé Rum với bé Thư có làm ở đây, ba mẹ con làm chụp hình ở đây cũng vui lắm. Trang bận đồ trắng em phải ràng rịch cho Trang rất là kỹ cả nhà ơi, để nó dính cái áo trắng của Trang, hơi bị mệt quên nữa. Cứ nghĩ làm đẹp mà quên cái vụ dính áo. Rồi kẹp lại. Quấn lên thì nhộm. Nhộm mấy tiếng xong em? Vừa tóc vừa làm cũng cho em 2 tiếng rưỡi. Rồi em quấn dặm màu cho chị xong rồi em cắt tóc bé Rum ha. Đang chào khán giả ơi, thì em gái này nè làm ở đây xưa giờ nhưng mà chủ tiệm rồi làm cũng có mình nè. Rồi em chồng em chuyển đi tiểu bang khác á, thì em cũng có cái định sang lại cái quán này, cái tiệm này chứ quên cái quán. Cái tiệm này là giá là 75.000 đô la. Thì anh chị em nào có nhu cầu muốn sang lại cái tiệm này thì liên hệ Facebook Trang Cuộc Sống Mỹ, thì Trang sẽ cho số điện thoại em rồi mình liên hệ ha, hoặc là lên search cái địa chỉ của em liên hệ thẳng em luôn cũng được. 75.000 đô là sang hết toàn bộ đồ đạc trong tiệm ha em. Dạ chị. Dạ, sang hết toàn bộ đồ đạc trong tiệm. Còn đồ ăn nữa. Đồ ăn đâu? Có cái đồ ăn đó. Còn cái thuê ở địa điểm này hàng tháng là nhiêu tiền em? Dạ có hồi đó là 900. Và giờ ký lại thì em không biết. Dạ.
Em đó ký hợp đồng ngoài xưa giờ là 900, mà khi mình người mới ký lại thì em không biết giá cả có lên xuống gì không nha cả nhà. Thì sang toàn bộ dụng cụ luôn ha. Hình ảnh dụng cụ của cái tiệm này là 75.000. Tiệm là 1.200 square feet. 1.200 square feet. Rồi làm cũng được lắm. Trời ơi, nói chung vợ chồng Trang ngộ lắm cả nhà ơi, nó kỳ cục. Nó thích ai nè cái người đó chuẩn bị đi à. Buồn ghê luôn á. Vừa tìm lại được em cái nghe nói em chuẩn bị em đi chỗ khác. Thì thôi, chỗ nào tốt của gia đình ấm áp hạnh phúc gom lại thì vẫn tốt hơn là người nơi ngợi ngã hết cả nhà. Vợ chồng con cái ngợi nơi ngợi ngã cũng buồn. Do điều kiện sinh hoạt cuộc sống công việc làm của vợ chồng phải ổn định. Rồi mong cả nhà có xem clip thì khi em chưa có đi thì tới làm ủng hộ em ha. Còn khi nào ai có nhu cầu sang thì liên hệ sang tiệm của em lại dùm. Này có gì chia sẻ thông tin này để mọi người biết có nhu cầu sang tiệm thì sang ủng giúp em. Em cũng là đầu tiên mới được chị yêu quay lên. Em gái mắc cỡ lần đầu tiên quay clip. Mặc áo tím đẹp không? Nhiều người thích màu tím lắm nha. Màu tím hả chị? Vợ chồng chị cũng thích màu tím. Hôm nay làm cô dâu thì bé Râm thích mận đồ trắng. Được gái nhà rồi hả? Gái nó còn ngủ một chút về nó trang điểm. Chiều ra đi chụp hình. Chiều đi chụp hình. Thì đã đau chị. Giờ chưa biết Râm với chị hai sạch nhiều chỗ mà không biết chỗ nào, mà tại vì lúc này nóng quá nóng á. Đúng rồi chị. Nên ở ngoài trời thì nó quá trời nóng, chứ tối cũng còn nóng nữa. Chị yêu đi mấy giờ chụp hình á, chị yêu đi vào trưa chiều chiều cũng nóng. Trưa chiều gì cũng nóng hết trơn á. Em nghe nói 100 mấy độ đó chiều. 100 mấy độ F là khoảng 39-40 độ C Việt Nam mình á. Tình yêu nóng cũng được. Nóng mà cho anh ấy bận vét, anh ấy quạo nóng quá. Mà không biết chỗ nào đâu mát. Sao nữa, đám cưới mà đám cưới này cho mùa hè đâu có người này kia, mấy đứa trẻ nó thoải mái nữa. Đây cứ hẹn hẹn hoài hay làm đại luôn. Ở đây ai cũng đi bận rộn chị. Em có bán gì nữa? Em có bán bao tay làm nail, có anh chị nào có mua bao tay thì liên hệ với Lan ha. Liên hệ với em tiệm tóc này. Dạ. Địa chỉ em search lên luôn. Em bán một thùng 27 đồng. Một thùng bao nhiêu cái? Một thùng 10 cái. Một thùng 10 cái là 10 hộp á. 10 hộp. Dạ. Chứ 10 hộp chứ. Một hộp mấy cái? Mấy cặp? Một hộp 100 cái. Rồi anh chị nào có nhu cầu mua bao tay thì liên hệ với bé Lan luôn nha. Anh đi. You want color? You want perm your hair? Yeah, color my hair. Perm. Perm. Oh, perm. Yeah. Yeah, I need perm. Uống hả? Uống. Like. What? Tóc nào? Tóc nào? Cao quá, phải lồng chốt. Rồi tóc Trang yếu quá nên là dặm cái chân thôi, rồi hồi vuốt ra cái đuôi luôn là nó đều màu. Rồi trong khi chờ đợi cắt tóc cho bé Râm á đằng kia cả nhà, thì Trang định làm cho bé Râm tóc dài cái đám cưới tóc dài đẹp, nhưng mà do là bé Râm chuẩn bị đi trường á, đi cái quân sự nên là cái mát nó phải thật là ngắn, không có được dài chỗ lỗ tai, nên bây giờ hơi cắt luôn. Đây em Râm cắt hai bên, để trước cái máy hơi dài dài chút nha em. Dạ, cho đẹp trai. Ngắn quá thì gọn. Đi quân sự của trường á, đi nguyên năm lớp 9 chuẩn bị lên lớp 10.
Rồi để bé Rơm cắt tóc, Trang quay vòng vòng cái tiệm cho ông bà cô chú xem cái tiệm này như thế nào ha. Ai có nhu cầu sang tiệm thì xem kỹ nha. Những cái trang trí bàn ghế tủ này kia là để lại hết. Tất cả 75.000 đô la. Ở sau có mấy phòng á em? Cái này cái nền màu tím dễ thương nha cả nhà. Giống như em đó yêu màu tím đó, bận áo tím đó. Giờ chồng Trang cũng màu tím luôn. Em có bao nhiêu cái ghế? 6 ghế. Rồi ở đây là mé bên trong chút nè cả nhà. Bên trong cái quầy này. Rồi mấy bên đây một cái nữa. Bây giờ Trang sẽ đi ra làm sao nha cả nhà. Rồi đây là có một cái phòng. Phòng này làm gì em? Đây là phòng xăm. Cái phòng này là phòng giặt đồ, tủ lạnh. Đi xuống đây cái nữa là cái kho để chứa này kia, chứa cái dụng cụ để em làm tóc. Bên đây là cái red room. Rồi từ sau nhìn ra trước vậy đó cả nhà. Rồi đi ra trước đó, tiệm rất là sáng cả nhà, sạch đẹp sáng lắm. Sang tiệm đi cả nhà ơi. Đây là cái quầy ăn trước để tiếp khách tính tiền. Em ấy đã được cắt ngắn ở phía sau và hai bên, thật là ngắn. Giống gái quá Râm, kẹp mấy cái kẹp lên đầu màu xanh tím vàng trắng vậy, giống gái vậy. Nói cho khán giả cắt tóc bé Râm về là nhiêu tiền? Bé Râm cắt 20 triệu. Rồi, cắt tóc bé Râm 20 đô. Rồi ở đằng kia là có mấy cái ghế đi ngồi đợi á. Một anh chồng có Trang ngồi đợi, còn một cái anh kia là cũng ngồi đợi nhưng mà đợi tới lượt ảnh cắt tóc chứ không phải đợi vợ. Còn cái anh không có tóc thì đợi uống tóc. Cái máy vậy được không ha, cắt thêm lên chút con. Coi chừng cái máy hơi dài quá đi quân đội bị này. Tỉa ra cho nó mỏng, hơi dài. Hơi dài. Ngắn lên chút xíu ha. Rồi vì làm có mấy phút là xong à. Mẹ cắt ở nhà lượm thộm quá làm cả buổi. Từ khi Covid á, chị tự cắt cho em luôn. Rồi hổm mua cái tông đơ tự vớt luôn mà làm chậm chạp lắm. Mình xấu quá. Rồi xong cái Râm rồi, tới chị Lan cắt cho khách. Xong rồi quay trở lại gỡ tóc cho mẹ. Lấy một cái lại. Bây giờ chấn cái đường ngôi nè. Chấn cái đường ngôi cho nó rõ đường ngôi để nha. Phân biệt hai bên tóc. Rồi xong, xong xuôi thiệt là đẹp trai rồi nha. Xong mấy mươi phút em nãy là cả tiếng hả? Dạ. Nãy tiếng xong rồi gọi ra bây giờ quấn nè cả nhà. Giờ quấn tóc cô dâu nha. Quăng rồi để một bên với Râm lấy mẹ cái cài đó Râm. Cái cài tóc. Cái này mua trên mạng Amazon. Cái nhỏ nhà hàng nó chỉ giùm chị có biết đâu. Nên chỉ giùm chị đặt mua này. Một cái này như ta. Là mấy đô. Mở cọng dây này ra trước. Rồi má bên đây, tóc dài dài bên đây hả? Gỡ cái này ra coi. Này đâu con này nó hả? Giờ gỡ ra cho đẹp chứ. Giờ đẹp rồi nè. Giờ sắp thành cô dâu rồi nè. Rồi bới sao? Khỏi bới hả? Không. Trắng cái này. Trắng đi. Em chút xíu.
chắc là cô dâu rồi. Đằng kia có người nhìn, có người nhìn. Come here honey please. Giờ làm cô dâu rồi nè. Vậy là ngồi luôn mà không được nằm ở hương cốc. À, mốt uống chị uống xong nó ra như vậy nè, được không? Không. Sao? Sao không? Chị phải chải sấy uống nó mới ra được nha. Kỳ chị uống ở tiệm hàng quốc nó cũng ra vậy mà. Chị vậy chị phải gọi là quấn hả? Quấn lại. Tối quấn hả? Tối quấn lại rồi. Nói sáng thì thảo ra thì nó đi được. Xịt keo cho nó cứng cứng chút. Trời tối nhảy. Này chụp hình hả? Tuần sau luôn mà. Ủa tuần sau hả? Ừ, bữa nay mới chụp hình nè. Bữa nào chụp hình nó ra để em làm cho chị cái tóc bị uống. You can't leave that all week. No, one day. One day. Next week different. Tuần sau làm lại. Bữa nay là làm đi chụp hình thôi. What thumbnail? Is that one again? Rồi ông quay ghế cho cha ngồi coi luôn. Quay ghế cho cha ngồi coi coi luôn. Quay ghế lại đây, quay camera cho cha ngồi coi với nè. Nhưng quay ghế lần sao? Quay cái ghế xếp lại đây, rồi quay cái màn hình này qua chút cho cha ngồi cho chơi coi luôn. Làm cho cha cái bộ tóc giả gắn cho ổng bộ tóc giả ra em. Ê sao nó trật lết xuống ra sao vậy? Nó lên trước chút chứ. Nó mất tiêu ra sao vậy? Không thấy ăn trước. Còn cuối tuần không uống thuốc ngủ thì lúc nào ngủ ngủ, lúc nào không không. Đêm không ngủ thì ban ngày ngủ, mà bây giờ ban ngày mất đi luôn rồi nên giờ ngáp. Không phải có thuốc ngủ mới ngủ được, bị bệnh khó ngủ á. Nhưng mà không muốn uống triền miên sợ lờn á, nên là ba ngày cuối tuần á không uống. Không làm việc 4 ngày à. 2, 3, 4, 5, 6, 7 không uống thuốc. Tối thứ năm cũng không uống. Tối thứ năm uống. Tối chủ nhật uống, lần thứ hai ngủ được, lần thứ hai làm. Mà uống luôn cho nó đều luôn mà ông nói sợ lần thuốc ông không chịu uống luôn. Thì ba ngày cuối tuần thường không ngủ, ngủ ban ngày. Để chút. Bên đây nó dài quá, không có cái ngắn. Em đi để gì? Ở đây chị thấy hơi bị nhiều quá vậy. Chị muốn ít ít thôi. Muốn ít thôi. Rồi nhiều có nó che che cái mặt quá. Ngắm nữa. Chú rể ngắm. Hết rồi.
Đấy, ngủ té xéo luôn. I don't sleep good at night. Tối ngủ không tốt. Già xấu đâu, đẹp trai. Đẹp trai. Đẹp trai. Tới ngày tự nói âu. Nữa già. Già đâu mà già. Trẻ hơn. Look like my dad. Trẻ hơn. The wind's not blowing today, is it? No. Good. No wind. Rồi xong rồi cả nhà ơi. 80 đô là đẹp không cả nhà? Coi ở sao coi. Chưa thấy. À. Chút nó đưa ra không xịt thêm keo không? Không, chỉ được rồi. Rồi được rồi ha. Sự nhiều quá nó cứng, nó không đẹp. Hả? Cái rồi này vậy? Chừng nào chị gội nó mới nhả thôi. Rồi, đẹp hơn cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà xem video gia đình nhỏ của Trang nha. Rồi, đi làm tóc, rồi ủng hộ dùm tiệm của em Lan nha cả nhà. Ủng hộ khi em còn ở đây làm thì tới làm. Rồi có ai nhu cầu mua tiệm thì mua dùm em để em về với chồng cho gần. Trang sẽ livestream trực tiếp đám cưới của Trang trên kênh YouTube vào lúc 7 giờ tối ngày 5 tháng 8 năm 2023 giờ Tết Xịt, nghĩa là lúc 7 giờ sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 8 2023 giờ Việt Nam, để các ông bà cô chú anh chị các bạn ở các nước khác hoặc các tiểu bang khác theo dõi. Trang cảm ơn cả nhà đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau. Thì con gái Trang trang điểm cho Trang rồi đi chụp anh Vân cưới ở đâu. Cả nhà nhớ ấn vô nút cái chuông để nhận thông báo video tiếp theo của gia đình Trang nha. Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại sau. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại sau. Hẹn gặp lại sau. Bye bye.